Vốn tưởng rằng công chúa chỉ là tâm tính trẻ con, nhưng công chúa hết lần này tới lần khác. Không ngờ công chúa tự hủy thư liên minh. Hành vi ngoan đường như vậy của công chúa, ngày mai ta sẽ khởi tố lên bệ hạ để đại dương cho một lời giải thích. Huynh, hung thủ! Băng Nhi vô tội, bổn vương chưa giết. Huynh dám lừa ta! Bổn công chúa không muốn ở nơi quỷ quái này một khắc nào nữa. Nàng chịu khổ rồi. Hóa ra tối nay là thất tịch. Xin lỗi nàng Tinh Nhi, bổn vương rất hối hận vì không phát hiện ra sớm âm mưu của Sở Quỳ. Cứ để ta bảo vệ nàng. Tội của giả sát cứ để ta chịu thay họ. Dừng lại! Làm cái gì vậy? Xuống ngựa nói chuyện đi. Đừng chắn đường, để công chúa ra khỏi thành. Nửa đêm ra khỏi thành, cô nương có lệnh bài không? Lệnh bài? Nhà đầu này từ đâu ra vậy? Không có lệnh bài cũng dám nói khoác ở đây sao? Lệnh bài phải không? Lại đây, ta lấy cho ngươi xem. Có lệnh bài thật sao? Đừng trêu đùa bổn tướng ta. Mua vị lệnh bài này được không hả? Lên cho ta! Ra khỏi thành! Mau! Về nhà! Có mai phục bảo vệ công chúa. Là kẻ nào? Mau tránh ra. Xin mời cô nương ngoan ngoãn đi theo bọn ta một chuyến. Lão sự, lão sự. Bắt lấy cô gái kia. Xem ra ở Trung Nguyên, ngoài trừ Bột Dương mắc mù kia ra, cũng không còn anh hùng hảo hán nào nữa, đều là đám tiểu tặc che mặt. Cầm biết bao nhiêu ngân lượng làm có chút chuyện. Chỗ còn lại kia giao hết cho các ngươi. Băng Nhi, đi thôi.
đừng để cô gái đó chạy mất. Đau chân quá. Đau chân quá. Đau chân quá. Đúng là một đám vô dụng mà. Cái chân của tôi. Phủ Bột Dương. Tam đệ, có chuyện không hay rồi. Nửa đêm hôm qua Bảo Na công chúa đùng đùng tức giận xông ra khỏi thành, còn đánh các tướng sĩ nữa. Không phải là nên cùng đệ trải qua thất tịch sao? Sao lại mang theo hộ vệ xông ra khỏi thành như vậy chứ? Chủ nhân, điều tại thuộc hạ thất trách. Sau khi công chúa với chủ nhân không vui vẻ ra về, cả giao đồ về hành cung, còn không cho thuộc hạ đi theo. Nhưng không ngờ cô ấy không từ mà đi, mong chủ nhân giáng tội. Công chúa đi về phía nào vậy? Đi về phía đông thành. Tam đệ, bất luận thế nào công chúa cũng là ái nữ của đại dương, chúng ta không thể để xảy ra chuyện gì. Mặc dù công chúa rất vô lý, nhưng chúng ta cũng không thể không hiểu lễ nghi. Ta đã phái người đi tìm rồi, nhưng công chúa chỉ nghe theo lời đệ. Tam đệ à, để mau đi tìm cổ đi. Hãy điệp ở lại đi. Quân chúa, nhị ca, lúc nãy huynh nói Bảo Na công chúa tức giận rời khỏi kinh thành, không phải cô ấy và Bột Dương điện hạ cùng nhau trải qua đêm thất tịch sao? Hải Điệp, người có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Khởi bẩm nhị điện hạ quận chúa, tối qua Bột Dương điện hạ vì chuyện của quận chúa bị thương đã trách tội công chúa. Công chúa nhất thời tức giận, quỷ đi thư liên minh, tức giận rời đi. Lúc cô ấy rời đi còn đánh mấy binh sĩ bị thương nữa. Phía trước có mùi máu tanh, mọi người chú ý. Nè, chủ nhân của chúng ta quá lợi hại, mỗi lần ở cách xa mấy dặm đều có thể ngửi ra được mùi máu tanh. Chỉ là nơi có công chúa ở đó, sao lại có mùi máu được chứ? Chưa. Chủ nhân, đám người này đều là thị vệ và thị nữ của công chúa. Vậy công chúa đâu? Thị vệ của công chúa võ công đều thượng thừa, nhưng mà hai người này lại bị một đao lấy mạng. Có thể thấy hung thủ không phải là kẻ đạo tặc bình thường, mà là cao thủ thượng thừa trên giang hồ. Chủ nhân, vậy theo ngài thấy công chúa có khi nào... Chuyện này không hề đơn giản. Hả? Đây đều là người ở bên cạnh công chúa mà. Sao lại như vậy hả? À, điện hạ, lão phu nghe nói tối qua là ngày đã có xảy ra xung đột với Bảo Đà công chúa, khiến cho công chúa trong lúc tức giận
rời thành trong đêm, cho nên mới gặp phải đạo tặc ám sát. Bột Dương, nếu không phải ngài chọc giận công chúa nhà ta thì sao quái lại bỏ đi? Công chúa nhà ta ở trong Dương phủ ngài đã xảy ra chuyện, cho dù ngài có là hoàng tử cũng khó tránh khỏi tội đó. Truy cứu tội của Bổn Dương trong lúc này không phải là chuyện cấp bách, tìm thấy công chúa mới là việc cấp bách. Sao hả? Muốn khai chiến sao? Là ngài vô lễ với Bổn Dương điện hạ của bọn ta trước, nếu còn tiến lên một bước đừng trách bọn ta vô lễ. Lùi xuống. Rõ. Rõ, chủ nhân. Bột Dương, nếu công chúa nhà ta cho dù là bị thương một chỗ nào, đại dương nhất định sẽ phái đại quân tới đây đó. Trưởng hộ vệ đừng vội, chúng ta nhất định sẽ tìm công chúa về. Tam điện hạ, bệ hạ có lệnh, lên ngài cùng trưởng hộ vệ hai người mau chóng về cùng tiếp kiến. Chuyện tìm công chúa bây giờ có thần lập tức tiếp nhận. Đi. Người nói Ngực Đan Dương đã đồng ý cho mượn binh sao? Phải. Bảo Na công chúa đã ở trước mặt đại dương nhiều lần cầu xin, rất tự tin vào việc dụng binh của Bột Dương, đại dương mới đồng ý cho mượn binh. Lúc đó công chúa đặt thư liên minh đó vào trong hộp gấm đựng bức tranh, mong là Bột Dương sau khi mở món quà ra phát hiện thư liên minh sẽ cảm kích công chúa. Thật không ngờ Bột Dương lại ngay cả xem cũng không xem đã trả lại. Công chúa cảm thấy bị sỉ nhục, vì vậy mới đốt luôn thư liên minh lập tức rời thành. Bây giờ công chúa không rõ tung tích, nếu đại dương biết được chuyện này, không chỉ không mượn được binh, quan hệ giữa hai bên sẽ kết thù từ đây. Bột Dương, trẫm kêu ngươi tiếp đãi thật tốt, ngươi lại ép cô ấy nửa đêm tức giận ra khỏi thành, ngươi là đang kháng chỉ đó. Phụ hoàng, ngươi là do nhi thần làm mất, tất cả hậu quả nhi thần sẽ gánh vác, nhất định sẽ tìm được Bảo Na công chúa. Ngài thật là biết diễn tuồng đó. Bệ hạ, bây giờ chúng tôi không tin vào Bột Dương nữa. Bột Dương chọc giận công chúa phạm phải trọng tội, nếu như không tìm thấy công chúa, ngài ấy rất có thể sẽ muốn thoát khỏi tội danh này. Mong bệ hạ hạ chỉ cho Bột Dương vào đại lao chờ thẩm vấn, để cho chúng tôi tự mình trông chừng, đề phòng bất trắc. Bẩm phụ hoàng, lúc này thừa tướng đại nhân đang cố gắng hết sức mình tìm tung tích của công chúa. Con tin sẽ nhanh chóng có tin tốt lành. Nhi thần nguyện sẽ góp sức cùng thừa tướng. Doãn Dương nghe lệnh, con nhất định phải mau chóng tìm công chúa về, đừng để quan hệ hai bên xảy ra chuyện. Nhi thần nhận lệnh. Bột Dương, nếu không tìm thấy công chúa, trẫm cũng không thể nể tình riêng. Phản quốc làm hỏng việc chính là tội chết của con. Nhi thần xin nguyện chịu phạt. Người đâu, đem tội thần Bột Dương nhốt vào thiên lao. Dạ. Cái gì? Điện hạ bị nhốt vào thiên lao rồi hả? Cái gì? Bệ hạ đã hạ chỉ, nếu lỡ như Bảo Na công chúa gặp chuyện bất trắc, chủ nhân nhất định phải đền mạng. Quận chúa, chuyện này vẫn còn chưa tới bước đường cùng, tôi và Mạc Tiêu cũng sẽ phái người lên núi đi tìm, mong quận chúa cứ yên tâm. Không có manh mối cứ tìm loạn xạ xung quanh thì khác gì chờ chết. Ý của quận chúa là không cứu chủ nhân nữa có đúng không? Cũng phải, phu thê vốn chỉ là chim một rừng, khi có quả tới mạnh ai nấy bay, huống hồ chi quận chúa và điện hạ còn chưa chính thức thành thân. Hải Điệp, đừng nói lời phạm thượng. Ta nói có gì sai chứ? Chủ nhân vì ai mới đắc tội với công chúa, rồi lại vì ai mà phẫn nộ trả lễ vật?
Chủ nhân vừa mới bước vào thiên lao, quận chúa ở đây đã buông lời lạnh lùng, gấp rút qua cầu rút gián. Hải Điệp thấy không đáng cho chủ nhân. Hải Điệp à, bây giờ cô đang nói cái gì vậy hả? Hả? Công chúa đó là do quận chúa của chúng ta đuổi đi hay sao? Từ khi con công chúa đó ở đây tới bây giờ, quận chúa của nhà ta chịu biết bao nhiêu uất ức gì điện hả? Chịu bao nhiêu tủi nhục cô ấy chưa đó gì? Cô ở đây nói bậy bạ cái gì vậy hả? Mã Tịnh, im miệng. Quận chúa, những lời khó nghe tôi sẽ nói trước. Nếu chủ nhân chúng tôi có mệnh hệ gì thì chủ tớ hai người ai cũng đừng hòng sống yên. Hãy đi, bớt nói đi. Mã Tịnh, mau thu dọn đồ đạc, lập tức xuất phát. Không phải chứ quận chúa, sao lại như vậy? Vừa thấy có chút khó khăn đã chạy về biên cương tìm Mã Gia Quân làm chỗ dựa rồi hả? Đi mau, không tiễn. Cần cô tiễn sao? Không phải, nhưng mà quận chúa, chúng ta đi thật sao hả? Đi, không thể chậm trễ được nữa. Ta phải lập tức tiến cung diện kiến bệ hạ, nghĩ cách cứu Bột Dương điện hạ. Quận chúa ạ? Mau lên. Nghe thấy chưa? Nghe rõ hết chưa? Đó mới là con gái ngoan của thành chủ đó. Và là Dương Phi tốt của Bột Dương các người đó. Mã Tịnh, tới ngay. Giờ đây tình hình của chủ nhân rất xấu, trên dưới triều đình ai cũng nhân cơ hội này dậu đổ bìm leo. Nay người thực sự biết nghĩ cho chủ nhân lại có tiếng nói ở trước mặt bệ hạ, cũng chỉ có quận chúa thôi. Trích tình khấu kiến bệ hạ. Con định thỉnh chỉ đi cùng đi tìm Bảo Na công chúa sao? Mong bệ hạ ưng chuẩn. Lần này Bảo Na công chúa nửa đêm ra khỏi thành, Bột Dương điện hạ vào ngục, Trích tình cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Trích tình hy vọng lập công chuộc tội, mau chóng tìm Bảo Na công chúa về để cứu Bột Dương. Về chuyện tìm Bảo Na công chúa, trẫm đã lệnh cho nhị điện hạ và thừa tướng phụ trách rồi. Nhưng mà quận chúa thông minh, 8 năm trước lại phá được vụ án của Hạ Hầu Nghĩa, trẫm vẫn còn ấn tượng tới giờ. Trước mắt đang lúc cần dùng người, nên trẫm sẽ phá lệ để cho con được phép dẫn cấm quân hoàn thành, cấp tốc đi cứu Bảo Na công chúa. Đa tạ bệ hạ. Đứng dậy, đứng dậy đi. Nếu con có thể tìm được Bảo Na công chúa, tất nhiên trẫm phải tạ ơn con rồi. Trẫm cũng biết là công chúa cứ bám dính lấy Bột Dương không buông, không biết chừng mực đốt đi thư liên minh. Nhưng mà chuyện liên quan tới an nguy của công chúa và Hữu Trinh, con biết đó. Trẫm đây ghét nhất là bị người ta khống chế. Nhưng chuyện lần này trẫm cũng là bất đắc dĩ. Nếu như không cứu được Bảo Na công chúa, vậy trẫm chỉ có thể hy sinh Bột Dương. Trích tình nhất quyết sẽ không để bệ hạ mất đi bất cứ hoàng tử nào, nhưng có một thỉnh cầu nho nhỏ, mong bệ hạ thành toàn. Nói đi. Trích tình muốn vào Đại Lao một chuyến để gặp Bột Dương điện hạ. Nơi Bảo Na công chúa tập kích chính là nơi Bột Dương điện hạ đã tới đầu tiên. Nếu như điện hạ đã từng tới hiện trường, chắc chắn có thể sẽ tra ra được gì đó. Bây giờ Trích Tinh đi hỏi điện hạ sẽ có thêm nhiều manh mối hơn. Cho dù trẫm có cho con đi gặp Bột Dương, chỉ sợ là trưởng hộ vệ sẽ không cho phép đâu. Bệ hạ, cho dù trưởng hộ vệ trong lòng bất mãn, cố tình làm khó, nhưng Trích Tinh cũng sẽ có cách thuyết phục họ để gặp điện hạ. Bột Dương là trọng phạm triều đình, không ai được vào gặp hết. Mời Mã quận chúa về cho.
Ngươi có biết quận chúa là Bột Dương phi tương lai không? Còn dám làm khó cô ấy. Nói câu khó nghe, tìm không được công chúa của bọn ta, lúc đó các ngươi còn có Bột Dương hay không? Cũng khó nói lắm đó. Bọn ta cũng giống như trưởng hộ vệ, cũng cầu mong công chúa được bình yên trở về. Việc nên làm trước mắt không phải là tương tàn, mà phải đồng tâm đồng lực. Lời hay thì ai cũng nói hết đó. Quận chúa, đừng có phí nước bọt nữa, mời về cho. Nếu đã vậy, vậy ta và trưởng hộ vệ cùng làm cuộc trao đổi. Nếu như ngài cho ta vào gặp Bột Dương một lát, thì trước giờ ngọ ngày mai ta nhất định tìm được Bảo Na công chúa. Nếu không, Trích Tinh chấp nhận chịu phạt. Thế nào, lấy hai mạng để đền, vậy cái giá này cũng không quá kém chứ? Nếu quận chúa đã nói như vậy thì xin mời vào. Cùng chết chung là điều quận chúa muốn sao? Ta muốn chết cùng với Bột Dương điện hạ thật, nhưng điều ta càng mong muốn hơn là có thể cùng điện hạ tiếp tục sống. Ta đã nghe Hải Điệp nói hết, điện hạ cũng vì lo lắng cho vết thương của ta nên nhất thời nặng lời với Bảo Na công chúa, nói ra chuyện ban hôn và trả lại lễ vật. Nếu đã biết hết mọi thứ ngài đã làm, ta còn có thể đứng ngoài được sao? Quận chúa hiểu lầm rồi. Ta trách móc Bảo Na vì vết thương của nàng, chỉ là do nàng là Bột Dương phi, vì bảo vệ danh tiếng triều đình mà thôi. Vậy điện hạ để lại túi thơm này trong tay ta thì sao? Đây cũng là bởi vì ta là Bột Dương phi sao? Ta đã đi gặp bệ hạ thỉnh chỉ, ta sẽ cùng với cấm vệ quân đi tìm Bảo Na công chúa. Không được đi, bây giờ ta đang ở Đại Lao, không thể bảo vệ nàng được. Vậy thì hãy để ta bảo vệ ngài. Cho dù là chuyện nguy hiểm ra sao, ngài cũng từng làm gì ta rồi, đúng chứ? Khi ta còn chưa phải là Bột Dương phi, ngài đã bất chấp cứu ta từ tay thiếu chủ Thông Châu, không màng tất cả bị thương vì ta. Cũng vì căn bệnh cũ của ta mà ngay trong đêm mưa gió chống lại từng tầng cấm quân kháng lệnh đưa ta về phủ. Rồi phá lệ cho ta vào biệt viện riêng của ngài, an ủi Trích Tinh khi Trích Tinh đau khổ. Và lúc này ngài lại vì ta mà bị nhốt trong đại lao. Cho dù tất cả mọi thứ mà ngài đã làm chỉ vì ta là Bột Dương phi được ban hôn thì cũng không sao cả. Không phải bất cứ nữ tử nào trở thành Dương phi của ta cũng đều khiến ta quan tâm như vậy. Chỉ vì nàng chính là Mã Trích Tinh. Oh.
món quà thất tình này để cứu được Bảo Na công chúa, ngài hãy tận tay tặng ta. Bản tính của nàng một khi đã quyết định còn khó khuyên hơn cả Bảo Na. Lần này ra đi, mang theo Giang Diễn, Mạc Tiêu, Hải Điệp, nhất định phải cẩn thận đó. Người bắt công chúa đi, võ công cao cường, hộ vệ bên cạnh công chúa, tất cả đều một đau mà chết. Chú ý an toàn. Đa tạ điện hạ đã nhắc nhở. Ta còn muốn mượn một thứ trên người ngài nữa, dùng để làm bùa hộ mệnh cho mình. Ta muốn máu của ngài. Quận chúa, quận chúa, quận chúa à? Sao rồi? Đây là thứ cô kêu tôi đem theo phấn hoa nguyệt mà công chúa yêu thích nhất. Theo lời quận chúa dặn, đã mang theo chiến lan trong một quân. Quận chúa cẩn thận, chiến lan tuy đã thuần hóa nhưng chỉ nghe theo chủ nhân, chỉ có chủ nhân mới tiếp cận được. Chỉ nghe theo Bột Dương thôi. Muốn thuần hóa một chú sói thì phải có bản lĩnh thắng nó, như vậy nó mới thuần phục ngươi. Đi đi, Bổn Dương ở đây đợi tin tốt của nàng. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi cứu Bột Dương và công chúa. Đưa ta đi tìm chủ nhân của mùi này, Bảo Na công chúa. Quá ra hợp phấn dùng vào diện này, mùi của hợp phấn cũng giống như mùi trên người của Bảo Na công chúa. Chiến Lan dùng khứu giác của mình có thể tìm được công chúa ở nơi rừng núi Quang Sơn. Mạc Tiêu, mở lồng nhốt sói ra. Dạ. Tật Sư huynh, Cụ huynh. Thế nào, Tật Sư huynh? Lần này đều nhờ huynh áp trận, chúng ta mới có thể thuận lợi bắt được cô nương này. Nào, ta xin kính huynh đây. Hay là anh về đi, sau 3 ngày nữa ta lấy thêm một chút ngân lượng cũng xem như là bù đắp lại cho ta. Tật Sung huynh đúng thật là nhanh người nhanh miệng thật đó. Không, ta đây là có sao nói vậy thôi. Tật Sung huynh, con chim này là của huynh sao? Nó tên là Truy Nhật, là huynh đệ của ta. Nó hả? Cũng giống như thiên nhãn của ta, có thể giúp ta nắm chắc tình hình ở trăm dặm quanh đây. Nói như vậy là tình hình gì chứ? Chính là thể hiện kẻ địch đang ở quanh đây. Họ hả? Truy Nhật, hay là bây giờ người đi trước đi. Chuyện này thú vị rồi. Nghe tiếng sói gầm, nhìn thấy sát khí, con sói này sao giống như tới báo thù vậy? Quận chúa, người lắc cái chuông này cũng vô dụng thôi. Chiến lan này đâu phải là lan tử trước đây, sao có thể nghe thấy tiếng chuông mà quay về được chứ? Ta lắc cái chuông này là mong chờ chiến lan có thể ngửi thấy mùi của điện hạ, sau đó quay lại. Nhưng mà xa như vậy, nó có ngửi thấy được không? Thank you.
theo Chiến Lang mà. Đi đi, rải bộ cặp độc rồi đem người đi tìm một chỗ an toàn khác ẩn nấp. Có thể sai khiến được con sói này chắc chắn là một cao thủ, không một lần giải quyết e là hậu quả khôn lường. Các người đi trước đi. Điều mà ta chờ đợi nhất chính là đánh nhau với cao thủ. Con người ta không thích cảm giác bị người ta đuổi mãi không thôi. Được, vậy thì vất vả cho Tật Xung huynh rồi. Yên tâm, ta thích nhất là cho người khác bất ngờ mà. Đi. Ở bên đó. Quận chúa, mọi người coi, hình như là ngựa của công chúa kìa. Đúng rồi, là ngựa của công chúa. Công chúa? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Băng Nhi, ngươi còn nhớ ta chứ? Chúng ta tới để cứu chủ nhân của ngươi. Ngươi cũng rất lo cho công chúa đúng không? Không ngờ ngươi ra lệnh cho con sói đó lại là một nữ nhân. Băng Nhi, ngươi bị sao vậy? Sao hơi thở của ngươi lại nóng như vậy? Sao lại thở gấp gáp vậy chứ? Băng Nhi, Băng Nhi. Con ngựa này bị trúng độc rồi. Bề ngoài có vẻ không sao, thực ra độc tố đã ngấm sâu vào tâm mạch. Chỉ cần nó chạy nhanh quá 5 dặm, độc tố sẽ khuếch tán toàn cơ thể mà chết. Là kẻ gian nào đã ra tay độc ác với con ngựa của công chúa như vậy chứ? Bảo Na công chúa là người yêu ngựa, hơn nữa ngựa đều được chăm sóc trong chuồng ngựa ở hành cung. Hành cung của công chúa canh giữ nghiêm ngặt, hơn nữa người thường căn bản khó có thể lọt vào. Người bình thường rất khó để lọt vào. Vậy trừ khi là... Trừ khi là gì vậy? Thật không ngờ lại bị điện hạ đoán trúng. Bảo Na mất tích không phải ngoài ý muốn. Nếu đối phương là kẻ gian nhất thời nổi ý đồ xấu, tại sao chỉ giết tỳ nữ và thị vệ, rõ ràng biết thân phận thực sự của công chúa? Vì vậy Bảo Na không phải mất tích, mà là bị bắt cóc. Bắt cóc? Không sai. Hơn nữa vụ bắt cóc này chỉ sợ là bên trong có nội gián thông đồng bên ngoài. Nếu như suy luận theo hướng của nội gián, vậy thì trong cả câu chuyện này hoàn toàn có thể giải thích được rồi. Kẻ gian lo lắng ngựa của Bảo Na chạy nhanh, vì vậy ra tay với ngựa trước, đợi khi công chúa ra khỏi hoàng thành sẽ bắt cóc cô ấy. Xem ra có người dày công lên kế hoạch. À, vậy theo như mọi người nói, nếu như thật sự có nội gián, vậy nội gián là ai? Ngựa yêu thích của công chúa được để trong chuồng ngựa của hành cung, trước nay do ai cai quản? Hơn nữa có thể nắm chắc hết tất cả mọi nhất cử nhất động sau khi công chúa tới. Nếu nói như vậy là đám người nhị điện hạ. Ai chứ? Nhị điện hạ sao? Việc cấp bách trước mắt là tìm thấy tung tích của công chúa, còn về nội gián đó là ai? Doãn Dương phủ người rất đông, nhị điện hạ chưa chắc đã liên quan chuyện này, tất cả vẫn khó kết luận. Để cứu được Bột Dương, chúng ta hãy tính sao. Trời sắp tối rồi, sau khi trời tối sẽ càng khó tìm hơn. Chúng ta mau tăng tốc, tiếp tục lục soát xem có tìm thấy manh mối khác không. Dạ, dạ quân chúa. Không thể để cho đám người này phá hỏng vụ làm ăn của ta. Ta cần phải giữ chặt ông thần tài Doãn Dương này. Không ngờ chân tướng thú vị như vậy. Nữ nhân này có thể nhìn thấy sự phức tạp phía sau. Cô ta rút cuộc lại. Quận chúa, cô không sao chứ? Ta không sao. Mọi người cẩn thận, xung quanh đây vẫn còn rất nhiều bọ cạp độc. Mắt thấy mỹ nhân gặp nguy, ta thật sự không nhịn được, chỉ đành anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Đa tạ đã giúp đỡ. Cho hỏi, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở đây? Tại hạ là Tật Xung, là một thợ săn tiền thưởng lấy tiền làm việc. Ta đây có lẽ cũng là một trong những người các ngươi muốn tìm. Ngày trước kinh thành có một công chúa thần bí với giá trên trời, triệu tập tất cả hiệp khách trên giang hồ tới hoàng thành, muốn chúng ta liên thủ làm một vụ làm ăn. Mục đích là bắt đi một cô nương ra khỏi thành một mình. Dừng tay! Ê! Đừng,
ta đã sớm trở mặt với đám người đó rồi, như nước với lửa. Khi bọn họ bắt người về xong rồi, ta mới phát hiện người chúng bắt về lại là một tiểu cô nương yếu đuối. Chuyện này trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc làm người của ta. Đúng lúc ta muốn rút lui thì đám giang hồ đó, chúng lại trở mặt không nhận người, muốn giết người diệt khẩu. Vậy sao ngươi không chết chứ? Ý trời đó. Nè, đúng lúc bọn ta đang chiến đấu ác liệt, đột nhiên xuất hiện một con sói hung mãnh, mắt lầm lầm nhắm vào bọn ta. Đám người này nhanh chóng rút lui. Nhưng lúc hỗn loạn, ta chạy trốn ra sau một gốc cây to rất an toàn. Ê, nếu không phải vì thấy vị cô nương này sắp bị đám bò cạp nguy hiểm chúng thả ra cắn bị thương, ta vốn định ngủ một giấc cho no say rồi một mình đi xuống núi. Mấy năm nay muốn làm một người tốt thật sự không dễ chút nào. Đa tạ tráng sĩ Nghĩa Hiệp đã tương cứu. Ta là Mã Trích Tinh, chúng tôi tới từ phủ Bột Dương. Nếu thật như những gì huynh đã nói, vậy tráng sĩ liệu có đồng ý lấy công chuộc tội giúp tôi tìm lại vì cô nương huynh đã bắt đi không? Chỉ cần có tiền, chuyện gì ta cũng đồng ý giúp cô. Đám người đó hiện thời đang hướng về Lăng Vân Tự để nghỉ ngơi. Nếu các người nhanh chân đi bằng con đường tắt, nhất định sẽ có cơ hội giữa đường tập kích họ. Nếu như huynh nói thật thì ơn cứu mạng và giúp đỡ này Trích Tinh ắt báo. Đi. Đa tạ. Đi về hướng Lăng Vân Tự. Thả ta xuống mau. Im miệng. Thả ta xuống. Nếu cô còn nói thêm lời nào nữa, ta sẽ một dao cắt đứt lưỡi cô ra rồi bắt cô nuốt xuống. Nói được làm được đó. Lão đại, đừng phí lời với cô ta. Trước mặt là tới Lăng Vân Tự rồi, lát nữa chúng ta dùng thuốc mê làm nhà đầu này hôn mê được không hả? Lên đường. Được. Công chúa không sao chứ? Công chúa không sao chứ? Sao giờ các ngươi mới tới vậy hả? Đám gian tặc này dám to gan bất kính với bổn công chúa, một người cũng không được tha. Được. Công chúa, nơi này không nên ở lâu, chúng ta về trước đã. Ta không đi. Các người bắt những tên gian tặc kia lại đã, để chúng chết không yên thân. Xin tha mạng, công chúa. Xin công chúa tha mạng. Công chúa. Ngươi, mau đứng dậy. Công chúa. Lúc này chính là ngươi đánh ta. Công chúa tha mạng. Công chúa tha mạng. Công chúa. Tiễn pháp hay, chuẩn. Thật không tồi, nhưng mà vẫn không bằng quận chúa nhà các ngươi quả quyết lấy mạng cứu người. Công chúa, có bị thương ở đâu không? Không sao chứ? Quận chúa, cô có sao không? Ta không sao. Không sao rồi. Ah.
Tuy rằng ngươi đã lập công giúp bọn ta, nhưng ngươi liên quan tới trọng án triều đình này, tất nhiên sẽ biết rõ nội tình. Vì vậy bọn ta không thể thả ngươi đi được. Cô kệ thêm vài đao vào cổ ta, ta sẽ yêu cô đó. Ngươi dừng tay lại. Quận chúa, tuy hắn liên quan tới vụ án, nhưng nếu không phải hắn cung cấp manh mối, chúng ta cũng không thể dễ dàng thành công. Nói ra thì hắn cũng đã lấy công chuộc tội, không nên đối đãi như tội phạm. Còn về việc hắn biết bao nhiêu chuyện, ta tin hắn cũng sẽ đồng ý nói ra thôi. Bởi vì đây cũng là một trong các điều kiện để hắn không bị giáng tội. Ta đã nói rồi, những người thuê bọn ta, ta cũng không biết đó là ai. Nhưng mà giờ thân ngày mai, người đó sẽ xuất hiện ở miếu sơn thần trên sườn nam để đón công chúa. Nói tóm lại, giờ thân ngày mai, thấy ai xuất hiện ở miếu sơn thần thì người đó chính là hung thủ thôi. Hải Điệp, Mạc Tiêu, hai người mau tới miếu sơn thần bố trí, chuẩn bị ngày mai bắt người. Rõ. Rõ. Đi. Đa tạ đã giúp đỡ. Thật ra ta vẫn luôn chờ cô tới đa tạ ta, suýt chút nữa thì hết cả kiên nhẫn chờ. Con người ngươi đúng là nói năng không chút kiêng dè. Nếu như con người của ta mà có chút kiêng dè thì sẽ không bắn phát tên vừa rồi. E là cô đã không thể sống sót mà đứng đây nói chuyện với ta rồi. Nói vậy cũng phải. Ta có thể nhìn ra hai chúng ta là cùng một kiểu người, đều sẽ bất chấp tất cả, không hề có chút kiêng dè. Chúng ta chỉ vừa quen nhau được vài canh giờ, ngươi biết được sao? Lúc nãy cô nghe cả mạng của mình cũng không cần, quyết dùng thân mình để bảo vệ công chúa. Thật ra con người đức tính thế nào, diện mạo thế nào, trước khi chết là có thể nhìn rõ nhất. Thật ra ta không hề muốn chết một chút nào. Ta đã hứa với chàng rồi, nhất định sẽ bình an trở về. Không muốn chết hả? Nếu không nhờ có ta thì lúc nãy cô đã chết đủ hai lần rồi. Món nợ này tính sao đây? Nè, ký vào đi. Nợ. Xem ra từ đầu người đã tính toán sẽ đòi lại món nợ ân tình này. Ta không làm vụ làm ăn lỗ vốn đâu. Nhưng ở trên này chỉ có một chữ nợ thôi, là nợ cái gì chứ? Nếu người ta giúp là nam thì trước giờ đều tính theo ngân lượng, còn nếu là nữ thì tùy vào cô ấy thôi. Cô thích trả cái gì thì trả cái đó. Vậy các nữ tử khác ngươi từng giúp trước đây thường hay trả bằng gì? Họ trả cho ta một vài khoảng thời gian tươi đẹp và cả một vài chi tiết không thể nói cho ai biết. Đi đây. Nè, vậy ta phải làm sao để tìm được ngươi trả nợ ân tình này đây? Ta có giấy nợ của cô rồi, khi nào muốn đòi nợ ta sẽ tự mình tới tìm cô. Đúng là một tên dị hợm. Quận chúa, tâm trạng của công chúa đã bình ổn lại rồi, bây giờ đã tới lúc nên đưa công chúa về cung. Khởi hành, về hoàng thành. Dạ. Mạn Trích Tinh, cô che khuất gương mặt xinh đẹp của bổn công chúa ta lại, còn y như kẻ trộm lén la lén lút đưa ta vào cung. Cô đang chơi khăm bổn công chúa phải không? Là ai từng nói sẽ rắp tâm nghe theo mọi sắp xếp của ân nhân cứu mạng vậy? Để nào bảo na công chúa định nói ra rồi không giữ lời sao? Trích Tinh quận chúa. Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ, miễn lễ. Quận chúa,
Quả nhiên là con không làm trẫm thất vọng hả? Ê. Bệ hạ, chuyện này không phải công lao một mình Trích Tinh, là phủ Bột Dương trên dưới đồng lòng, còn được bệ hạ phái binh trợ giúp nên Trích Tinh mới tìm được công chúa một cách thuận lợi như vậy. Công chúa, chẳng phải cô nói có lời muốn nói với bệ hạ sao? Xin bệ hạ thứ lỗi cho sự bướng bỉnh của Bảo Na. Trước thì thiêu quỷ thư liên minh, sau đó lại không từ mà biệt, hại mọi người vất vả một phen. Bảo Na còn mong bệ hạ thứ tội. Sự phóng túng của công chúa quả thực làm cho trẫm không vui. Nhưng mà dù trẫm không vui cũng sẽ không bắt đền đâu. Có bắt đền thì cũng phải đi tìm đại dương của các người hả? Phụ Dương đã hứa là sẽ cho mượn binh, xin bệ hạ đừng bận lòng. Đợi Bảo Na trở về rồi sẽ đích thân thỉnh tội với Phụ Dương. Mã quận chúa, trẫm không hiểu, hôm nay nếu công chúa đã được cứu về, tại sao không cho trẫm công khai chuyện này? Con có biết đám người thừa tướng vẫn đang đi tìm tung tích của công chúa không? Mong bệ hạ hãy lượng thứ, vì kẻ chủ mưu đứng đằng sau bắt cóc công chúa vẫn chưa biết được công chúa đã được chúng ta cứu đi. Nên hung thủ thực sự đứng sau rất có khả năng sẽ hành động theo kế hoạch trước đó, vào giờ thân ngày mai sẽ xuất hiện ở sườn nam miếu Sơn Thần, mà người của phủ Bột Dương cũng đã giăng thiên la địa võng, ắt sẽ bắt được kẻ này. Hung thủ đứng sau, lẽ nào là nội tặc sau? Bệ hạ anh minh, chính vì sợ chuyện đó cho nên mới phải làm phiền công chúa che mặt vào cung. Phòng ngày phòng đêm, khó phòng trộm trong nhà. Vậy kể từ ngày mai, Bảo Na công chúa hãy ở trong cung đi, đừng tùy tiện mạo hiểm hả? Đa tạ bệ hạ. Quận chúa, ngày mai bắt giữ nội tặc, trẫm nhất định sẽ phái một đại tướng đắc lực tới đó giúp con. Hai người các con nhất định phải bắt được tên nội tặc về đây cho trẫm. Dạ, đa tạ bệ hạ. Đưa công chúa lui ra ngoài đi. Cung tiễn bệ hạ. Mã Trích Tinh, đừng có đầu óc không tỉnh táo, bất chấp thân mình nữa. Ngày mai tự nhất định phải trở về toàn vẹn, có biết chưa? Đây là mệnh lệnh. Còn nữa, bổn công chúa vẫn còn có chuyện phải nói với tỷ. Tỷ phải sống thật tốt, về đây cho bổn cung. Trích Tinh đã hiểu rồi. Phải rồi công chúa, vẫn còn một chuyện Trích Tinh cần có người giúp đỡ. Tỷ nói đi. Đại gia trưởng hộ vệ của công chúa có một giao dịch, nếu giờ ngọ hôm nay vẫn chưa tìm được công chúa thì sẽ đền bằng tính mạng. Tên này đúng là hệ thế gì học nấy, vô lễ y như bổn công chúa. Chuyện này cứ giao ta đi. Ta đi đây. Ta vào nhà lao giải quyết trưởng hộ vậy. Ta tới đây cứu người. Chuyện gì điện hạ bí mật mua chuộc bọn ta bắt cóc công chúa đã sắp bị tra ra rồi. Nếu như ngươi không tin được ta thì giết ta cũng không muộn. Được. Là ngươi? Làm sao ngươi biết được chủ mưu đứng sau là bổn dương chứ? Các ngươi hạ độc lên ngựa của công chúa, lộ ra sơ hở. Bây giờ Bột Dương cũng đã nghi ngờ tới ngươi rồi. Ta biết được thân phận của ngươi cũng từ miệng của bọn họ. Vậy Bảo Na công chúa hiện giờ cô ta đang ở đâu?
Được bọn họ cứu đi rồi. Vậy ngươi, các đồng bọn khác thì sao? Để chiếm được lòng tin của đám người phủ Bột Dương, bọn ta liên thủ giết hết rồi. Cũng xem như giúp ngươi bịt miệng luôn. Ân oán quyền ngu giữa hoàng thất triều đình các ngươi ta không quan tâm chút nào. Nhưng lúc đó kế hoạch của ngươi đã không thể cứu vãn. Người của phủ Bột Dương đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của ngươi. Công chúa đó đã không còn quan trọng nếu ta không tới thông báo ngay cho ngươi, thì kết cục của ngươi sẽ rất bi thảm. Vậy tại sao ngươi lại phải giúp ta? Đưa cho ta 1 vạn lượng vàng. Hả? Ta dạy ngươi một kế bảo toàn chính mình, thoát được hiểm nguy, giữ lại tính mạng của ngươi và lòng tin của phụ hoàng ngươi. Có kế gì? Lúc ta chiếm được lòng tin của bọn chúng, đã nói rằng chủ mưu ngày mai sẽ tới Miếu Sơn Thần ở Sườn Nam tiếp ứng. Nói theo cách khác, ngươi chỉ cần âm thầm gài một kẻ chết thay là được rồi. Doãn Dương phủ của ta phụ trách hành cung và ngựa cho công chúa. Dù có một kẻ chết thay đi nữa, một là động cơ cũng khó làm người khác tâm phục, hai là bổn dương vẫn không thoát nổi có liên can. Nhưng mà có một người vô cùng thích hợp. Tất cả đều phụ thuộc vào trái tim của Doãn Dương có đủ ác hay không. Phủ Bột Dương. Quận chúa, tất cả nhân lực đều đã chuẩn bị xong hết rồi, người cũng đã sẵn sàng, chúng ta có thể lên Miếu Sơn Thần bắt người rồi. Trước khi xuất phát, ta có vài lời bắt buộc phải nói. Lần này chúng ta phải đối mặt là tên đầu sỏ đứng sau, chứ không phải là hạng tầm thường. Hành động lần này sẽ vô cùng hiểm ác. Nhưng chỉ cần ta nghĩ tới có các người giúp đỡ là ta vô cùng an tâm. Ta có tự tin nhất định có thể cứu được Bột Dương ra. Quận chúa người yên tâm đi, Mã Tịnh luôn ở bên cạnh người, sẽ không rời xa người đâu. Nghe theo sự sắp xếp của quận chúa. Bây giờ các ngươi đều nghe lời của quận chúa, còn lời của ta các ngươi có nghe nữa không? Điện hạ, nghe theo sự căn dặn của chủ nhân. Mọi người cầm kiếm, chuẩn bị lên ngựa, đi theo bổn dương bắt hung thủ thật sự. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Quận chúa, đi. Làm gì vậy? Sao ngươi kéo ta lại? Ở đây làm gì chứ? Thì ta xem quận chúa nhà ta. Xem cái gì mà xem? Điện hạ xuất hiện như vậy sẽ làm kinh động tới nội quỷ. Yên tâm đi, có người ngồi tù thay bổn dương rồi. Bột Dương ca ca, Bảo Na sẽ nghiêm chỉnh kiểm điểm lại mà. Cuối cùng bổn dương cũng có cơ hội. Tự mình tặng túi thơm cho nàng rồi. Chặng đường này thật sự vô cùng trắc trở. Ta nhất định sẽ cất giữ thật kỹ nó. Đợi tới khi tróc não hung thủ thật sự, nàng không được rời khỏi bổn dương nửa bước. Bổn dương sẽ luôn ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng chu toàn. Nhưng mà rõ ràng bệ hạ nói phái chàng giúp ta tróc nã hung thủ thật sự. Nghe lời ta. Thanh kiếm này là thứ mà chàng hay dùng. Khẩn xin Bột Dương điện hạ bảo vệ bọn ta thật tốt.
Văn Diễn thử đoán xem. Chút nữa hung thủ thật sự tới sẽ là ai đây? Nếu đã là nội tặc thì chắc chắn là người chúng ta quen biết. Đợi ở đây đi, những tên kiếm khách đó chắc hẳn cũng sắp sửa tới rồi. Đợi sau khi đốn Bảo Na công chúa xong thì giết hết bọn chúng, không chịu một tên. Dạ. Thưa tướng đại nhân, thì ra thưa tướng đại nhân mới là hung thủ thực sự bắt Bảo Na công chúa đi. Bọn ta phụng mệnh của Bột Dương điện hạ tới đây mai phục. Bột Dương điện hạ và quận chúa đã được thả ra khỏi thiên lao, lúc này chắc đang trên đường tới đây rồi. Bột Dương cũng tới sao? Thưa tướng đại nhân, khoanh tay chịu trói đi, đừng lãng phí sức lực làm gì nữa. Giết hết bọn chúng cho ta. Khởi bẩm điện hạ, Doãn Dư cầu kiến. Cho nó vào đi. Dạ. Truyền Doãn Dương tấn kiến. Không phải cũng muốn gặp trẫm sao? Gặp trẫm rồi sao lại không nói gì? Phụ quan, bây giờ nhi thần đã biết là ai lên kế hoạch bắt cóc Bảo Na công chúa rồi. Ai? Là nhạc phụ của nhi thần. Là do thừa tướng làm sao? Đúng. Mục đích để đả kích Bột Dương, khiến Bột Dương thất thế, thừa tướng không tiếc nghĩ hạ sách này. Thừa tướng muốn có thể mượn chuyện công chúa mất tích để phụ hoàng trừng phạt Bột Dương. Tất cả là vì để tranh sủng cho nhi thần. Lòng dạ thật độc ác mà, lại dám muốn trẫm nhốt con trai của mình vào trong thiên lao. Nhi thần tội đáng muôn chết. Làm sao con phát hiện ra chuyện này? Sáng nay thừa tướng tới tìm nhi thần, đồng thời nói ra toàn bộ sự việc. Ông ấy muốn nhi thần cùng nhau hợp mưu, nhưng sao nhi thần có thể nghe theo chứ? Lúc này thừa tướng đang gặp bọn tặc nhân do ông ta thuê, kêu chúng đưa công chúa về phủ thừa tướng. Ông ấy muốn nhi thần đưa công chúa tới trước mặt phụ hoàng, để phụ hoàng nghĩ là nhi thần đã tìm được công chúa, đồng thời lập được công lớn. Hay cho tên kính tượng. Trẫm phong ngươi làm tướng, còn làm thân gia với ngươi, vậy mà ngươi lại báo đáp trẫm như vậy. Phụ hoàng bớt giận, là nhi thần không phát hiện ra bị kẻ gian lừa dối. Con đứng dậy đi. Đừng vậy. Chuyện này cứ coi như là ghim cương trước bờ vực đi, không cùng hắn làm bậy khi quân phản quốc, trẫm cảm thấy rất vui. Bây giờ chắc là hắn đang ở trong tay của Bột Dương rồi. Hôm qua Mã quận chúa đã cứu được công chúa Bảo Na, phá được gian kế của tặc nhân. Hôm nay trẫm đã sai Bột Dương tương kế tụ kế, tìm ra nội tặc. Phụ hoàng anh minh. Trẫm đang cảm thấy mừng thầm. Con không cùng với nhạc phụ của mình liên thủ với nhau phản bội trẫm. Nếu không như vậy, trẫm cũng sẽ không tha cho con. Nhi thần đối với phụ hoàng không dám có ý gì hết. Đợi Bột Dương bắt được kính tường về, trẫm sẽ lập tức hạ chỉ ban cho hắn lăng trì xử tử. Như vậy trẫm cũng coi như giải thích được với đại dương rồi.
Đa tạ phụ hoàng đã không tru di cửu tộc. Lùi xuống đi. Dạ phụ hoàng. Điện hạ. Phu nhân, các ngươi chăm sóc phu nhân kiểu gì vậy? Sao để phu nhân đi lanh quanh như vậy chứ? Sợ sợ. Vừa rồi thiếp ở trong phủ của cha nói chuyện với mọi người, bỗng nhiên có một đám cấm quân tới bắt họ đi. Số cuộc chuyện này là sao vậy? Chàng mau nghĩ cách cứu mọi người đi. Bọn họ còn nói hiện tại cha thiếp đã ở trong thiên lao đợi xử trảm rồi. Bổn vương không cứu họ được rồi. Điện hạ, sơ sở cầu xin ngài, nếu ngài còn không cứu là không kịp nữa. Không phải là bổn vương không cứu, mà đây là tội chết do bệ hạ khâm định. Sơ sở. Sơ sở. Sơ sở. Phu nhân, phu nhân. Sơ sở. Phu nhân. Ngươi còn đứng ở đó làm gì? Mau đi gọi đại phu tới đi. Mau lên. Dạ. Sơ sở. Sơ sở. Sơ sở. Mau tỉnh lại đi. Người đâu rồi? Người đâu? Mau lên. Doãn Dương phủ. Người tới lúc nào vậy? Tới sớm không bằng đúng lúc. Suýt chút nữa thì không nghe thấy lời tâm tình của điện hạ dành cho Dương Phi rồi. Thứ mà ngươi muốn ta đã chuẩn bị xong rồi. Chỗ còn lại bổn vương sẽ phái người mang tới cho ngươi. Quả nhiên là thoải mái. Vậy cái này coi như là chút tâm ý của ta. Đây là đoạn tức tán, cho vào trong rượu uống, trong vòng 2 canh giờ sẽ không bắt được mạch, giống như trúng kịch độc vậy. Tuy bây giờ đã tìm được kẻ chết thay, nhưng mà người đời đều biết Doãn Dương điện hạ rất thân với thừa tướng, vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ sự nghi ngờ của bệ hạ đối với ngài. Chỉ còn cách giả vờ uống thuốc độc lấy mạng ra đảm bảo mới là thượng sách. Có lẽ lọ thuốc này còn có thể khiến cho Dương Phi hồi tâm chuyển ý, tha thứ cho điện hạ. Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào chứ? Ta chỉ là một nam tử phong lưu, yêu tiền, yêu nữ nhân, coi 4-7 là nhà thôi. Cáo từ. Tôi qua thay tới báo, cũng vì chuyện kính tường phản quốc, Hữu Khuê tự trách đã uống thuốc độc tự vẫn. Nhị ca vẫn ổn chứ? Tạm thời mất hết mạch tượng, suýt chút thì tắt thở. Trong lúc nguy cấp coi như là cứu lại được một mạng. Lúc đầu trẫm vẫn còn nghi ngờ nó thông đồng với kính tường gây ra tất cả mọi chuyện. Bây giờ xem ra quả là trẫm đã hiểu lầm nó rồi. Chuyện này tới đây chấm dứt. Bột Dương, là trẫm nhất thời không điều tra, khiến con bị kẻ gian hãm hại, con phải vào đại lao. Con sẽ không trách phụ hoàng chứ? Nhi thần chưa từng oán hận. Rất tốt. Chỉ là ta không ngờ rằng lần này Mã Trích Tinh lại lập được công lớn như vậy, cứu con thoát khỏi nguy hiểm. Phải, lần này đúng là nhờ có Mã Trích Tinh quá nguy thành an. Không chỉ như vậy,
sau khi Bảo Na công chúa được bình an rồi, đã gửi thư về nhà. Đại Dương cũng đã hiểu rõ về chuyện đã xảy ra. Con xem ông ta, con tự hứa cho tứ hoàng tử làm con tin đã nhiều năm, hữu trinh về kinh. Mọi chuyện này đều là do Mã quận chúa có công lớn, trẫm nên đa tạ cô ấy thật long trọng. Ê, Trương Cẩm. Dạ. Trẫm muốn tặng cho quận chúa tơ lụa gấm dốc tốt nhất, ngươi đi chuẩn bị đi. Dạ, bệ hạ. Nhi thần thay Trích Tinh, tạ phụ hoàng ban thưởng. Lần này Bảo Na công chúa có thể hiểu rõ lý lẽ, nhi thần cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Phụ hoàng, không biết bây giờ Bảo Na công chúa đang ở đâu? Lúc này sao? Bảo Na công chúa ngay lúc này chắc đang ở trong phủ Bột Dương của con, tìm Mã Trích Tinh đọ sức với nhau rồi. Trích Tinh tham kiến công chúa. Xin hỏi công chúa có việc gì? Tại sao lại bày trận lớn như vậy? Mạn Trích Tinh, tất cả cũng vì báo đáp ơn cứu mạng của tỷ. Bổn công chúa quyết định dạy tỷ bắn tên. Khả năng bắn tên của ta, ngay cả phụ dương ta và các vị ca ca của ta đều nói vô cùng tốt. Tỷ phải nhìn cho kỹ đó. Công chúa bắn giỏi quá. Vỗ tay đi. Kỹ thuật bắn tên quá điêu luyện. Cái này có gì đáng để vỗ tay đâu. Kỹ thuật bắn tên của công chúa vẫn không giỏi bằng ta. Từ nhỏ tới lớn, dù ta làm bất cứ việc gì, tất cả mọi người đều khen ngợi ta là giỏi nhất. Rõ ràng chân tướng sự thật không phải như vậy, nhưng những người bên cạnh đều giống như bị ma ám vậy, không tiếc nói dối để dỗ dành ta. Phụ dương của công chúa và các huynh trưởng cũng chỉ muốn bảo vệ cho công chúa thôi. Ta biết chứ. Thật ra trên đời này chỉ có hai người dám đâm thủng vẻ ngoài giả dối đó, nói lời thật lòng với ta. Một người chính là Bột Dương. 3 năm trước, huynh ấy không muốn giống mọi người tân bốc kỹ thuật bắn tên của ta, đã kích nặng nề tới sự kiêu ngạo của ta. Vì huynh ấy, lần đầu tiên ta có suy nghĩ muốn cố gắng hơn nữa, chính là vì muốn giành được ánh mắt khẳng định của huynh ấy. Cho nên công chúa mới học tiếng Hán và viết chữ Hán tốt vậy sao? Người thứ hai chính là cô. Sao có thể chứ? Ban đầu lúc công chúa đem giải lụa tới, coi đó là cầu ô thước, không phải ta vẫn ngốc nghếch cùng cô diễn đó sao? Lúc ta nhìn thấy Bột Dương đem cái túi thơm đó tặng cho tỷ, đó cũng là lần đầu tiên ta cảm thấy sợ hãi sẽ thua một người. Vậy nên ta mới cố ý ra tay với tỷ, hãm hại tỷ. Công chúa là con gái kiêu ngạo của trời, không cần tranh thắng thua với bất kỳ ai. Phụ dương của cô và các huynh trưởng sẽ đặt vô số vinh quang ở ngay trước mặt cô. Đúng rồi đó. Ta muốn về nhà. Ở đây không vui một chút nào hết. Bổn công chúa bất cứ điểm nào cũng thua kém người ta hết. Mã Trích Tinh, nếu người dám nói những lời này cho người khác, ta sẽ... Đây là thái độ công chúa đối với ân nhân cứu mạng của mình sao? Thôi bỏ đi. Dù sao cô cũng có thể bỏ cả thuốc sổ vào trong trà của người mình thích mà. Nhớ lại lúc đó, ta thực sự rất hy vọng Bột Dương ca ca mãi mãi ở bên cạnh của ta. Mã Trích Tinh, ta quyết định rồi. Ta muốn nhường Bột Dương ca ca của ta cho tỷ. Dù sao tỷ cũng lớn tuổi hơn ta, mặt cũng không xinh đẹp bằng ta, thân hình cũng không đặc sắc bằng ta. Ta sợ sau khi Bột Dương ca ca giải trừ hôn ước với tỷ, tỷ sẽ cô độc tới già cả đời. Vậy đa tạ công chúa đã nhường nhịn rồi.
Khởi bẩm công chúa, xe ngựa đã chờ ngoài cửa lớn của Dương phủ, có thể khởi hành bất kỳ lúc nào. Đa tạ công chúa khoan hồng đại lượng, thành toàn cho tình huống nghị hòa thuận. Công chúa đi đường bình an. Bột Dương ca ca, nếu ngày nào đó huynh chợt tỉnh ngộ ra, phát hiện Trích Tinh tỷ tỷ không tốt bằng gia luật bảo na ta, ta hoan nghênh huynh tới gia nhập làm tiểu trượng phu của ta. Trích Tinh tỷ tỷ, nếu ngày nào đó tỷ bị Bột Dương ca ca chán tỷ bỏ tỷ, ta sẽ lập tức phi ngựa tới an ủi tỷ, tiện thể chúc mừng Bột Dương ca ca trở thành người tự do rồi. Vậy công chúa cứ việc đợi đi ha. Đi đây. Cùng cũng đã tiễn Bảo Na công chúa đi về một cách bình an rồi. Xem ra quận chúa rất thích cung tiễn bổn vương tặng nàng, đi đâu cũng không rời mình. Bổn quận chúa quả thực rất thích mọi thứ của điện hạ, kể cả cây cung này. Bổn vương mới coi thử dây cung có trùng không. Những ngày Bảo Na công chúa ở đây ta cũng biết, quận chúa vất vả rồi. Muốn gì hả? Cứ việc mở lời đi. Túi thơm và cung tiễn điện hạ tặng cho ta như vậy cũng nhiều rồi. Thật ra thứ mà Trích Tinh muốn rất đơn giản, ta chỉ muốn một tình cảm thuần túy, một tình cảm chân thành, không lừa dối, không nói dối. Ban nãy vào cung, bệ hạ vì khen thưởng quận chúa đã ban một đại lễ rất hậu hĩnh. Còn một tin tức tốt, đại dương quyết định không nhắc chuyện cũ. Thật sao? Như vậy thì tốt quá, có thể mượn được binh, ngài bệ hạ đã nước Tấn không còn xa nữa. Không được chau mày. Tấn Dương, ta là con gái của Mã Anh, Mã Trích Tinh. Người đã dùng thủ đoạn bỉ ổi ám sát cha ta, giết cả nhà ta. Hành động này luật trời khó dung. Bệ hạ sợ người lưu luyến thành quê châu nên đã giấu người, hạ mệnh lệnh thứ hai cho chúng tôi thích sát cả nhà Mã Anh, chỉ giữ lại một mình Mã Trích Tinh. Ngày khác gặp nhau trên chiến trường, Mã Trích Tinh ta nhất định sẽ lấy cái đầu của ngươi báo thù giết cha. Đều tại bổn vương bị lừa, không thể ngăn cản phụ hoàng. Ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân mình. Đây là khoảnh khắc không thể nào vượt qua giữa chúng ta. Ra đi. Cô đi đi. Trời, cô mau lên đi. Thôi ta sợ lắm. Hay là cô đi đi. Cô đi đi. Trời ơi, mê nữa. Bột Dương điện hạ, đều là lỗi của nô tỳ. Chúng nô tỳ chỉ muốn để ngài và quận chúa có thể đón một lễ thất tịch vui vẻ. Điện hạ muốn trách phạt thì phạt mình nô tỳ đi. Xin chủ nhân bớt giận. Điện hạ, ngài hãy nể mặt bọn họ đã có lòng tốt đem xảo quả tới đây. Xin ngài đừng phụ ý tốt của họ. Cứ coi như hôm nay hai chúng ta cùng nhau đón lại ngày lễ này đi,
thất tịch đã qua, thời gian không thể quay lại được. Chỉ cần được ở bên điện hạ, bất cứ hình thức nào ta cũng không quan tâm, cho dù là giả vờ cũng được nữa. Giả vờ? Nếu có thể giả vờ, bổn vương lại mong mọi sai lầm ta phạm phải đều có thể giả vờ như chưa xảy ra. Điện hạ như vậy là quá tham lam rồi. Trích Tinh chỉ muốn cùng điện hạ cùng nhau đón thất tịch. Còn điện hạ thì sao? Muốn. Ta rất muốn. Trong số xảo quả này chỉ có một xảo quả có dây đỏ à, vậy nên hai người phải nhớ kỹ, lựa chọn cho kỹ một chút nha. Chỉ có một lần cơ hội sao? Ừ. Nếu như chọn trúng, bổn vương và nàng sẽ mãi mãi không chia xa sao? Quận chúa chọn đi. Mà quận chúa và điện hạ đúng là một đôi trời sinh. Hải Điệp à, tiếp theo đây là đem buộc một bên của sợi dây đỏ lên ngón tay út của quận chúa à, rồi sau đó buộc bên còn lại của sợi dây lên ngón tay út của điện hạ à, như vậy á, thì hai người nhất định sẽ trăm năm hòa hợp, trọn đời trọn kiếp không chia lìa nhau. Nè mau thả đom đóm đi. Có đẹp không? Có nhiều đom đóm quá. Đẹp thiệt đó. Quận chúa nói rất đúng, bổn vương quá ích kỷ. Dù sao lời nói dối có thiện ý, vẫn khác xa với việc lừa mình lừa người. Hả? Điện hạ vừa mới nói gì? Ta nghe không được rõ. Chắc chắn là do Trích Tinh đã quá lỗ mãng, không cẩn thận làm đứt sợi dây đỏ rồi. Điện hạ, sợi dây đỏ chỉ là truyền thuyết mê tín thôi, hy vọng điện hạ đừng cảm thấy mất hứng. Đứt thì đứt thôi, không sao. Các ngươi tiếp tục chơi đi, ta còn công vụ phải làm. Hả? Sao lại đứt rồi? Thật nói đi, có phải là huynh giấu ta chuyện gì hay không? Trích Tinh, hung thủ thật sự thích sát cha muội là Sở Quỳ. Bị sốt rồi sao? Sao lại ăn nói lung tung vậy chứ? Cha ta vẫn đang sống khỏe mạnh mà. Hôm nay không phải huynh cùng với ông ấy ăn cơm sao? Hơn nữa
cha ta còn đồng ý cho hai chúng ta có thể thành thân nữa. Ông ấy sao có thể gặp chuyện chứ. Lan Tử, huynh tỉnh táo lại chưa? Đừng có nghĩ lung tung mà đi nói bừa như vậy. Trích Tinh, Hạ Hầu Nghĩa chết rồi đúng không? Người ta vẫn đang sống ràng ràng ở hoàng thành đó. Đừng có trù người ta chứ. Hóa ra 8 năm nay chỉ là một cơn ác mộng. Ác mộng gì chứ? Huynh đang nói gì vậy? Không có gì.